cuộc đời. Một sớm mai khi giật mình thức giấc, chợt thấy ta bên triền dốc cuộc đời, phía sau mình một khoảng vắng chơi vơi, ở nơi đó chưa buồn vui một thuở. Nửa cuộc đời còn bao điều trăn trở, những ân tình muốn trả vẫn chưa xong, bao buồn vui còn canh cánh trong lòng, nơi sâu thẳm có nỗi niềm chưa tỏ. Người ta bảo trần gian là quán trọ, biết ta còn ở lại được bao lâu, bởi phải nhường cho người sẽ đến sau, nên trân trọng khoảng thời gian còn lại. Ta muốn gửi một chút tình ngang trái, ở trong lòng đã cất giữ từ lâu, muốn trao người mà người mãi tận đâu, đành day dứt gửi vào trong nỗi nhớ. Quá nửa đời ta còn vương chữ nợ, nợ ân tình nợ cả những yêu thương. Phía trước ta là điểm cuối con đường, khi đến đó chắc cõi lòng thanh thản. Quay nhìn lại ta thấy bao người bạn, vẫy tay chào mà mắt lệ rưng rưng. Cảm xúc kia ta vài bận đã từng, nên đành vậy trần gian ta ở lại.